Vợ kêu chồng vô đây chỉ muốn xin lỗi chồng thôi. Xin lỗi. Từ đó tới giờ á, vợ hung dữ làm cho chồng sợ. Vợ xin lỗi chồng nha, vợ sẽ không la lớn tiếng làm cho chồng sợ nữa. Vậy nói thiệt không? Người ta đã hứa xin lỗi như vậy rồi. Vợ cũng đừng giữ với con Huệ nữa nghe. Vợ sẽ không giữ với con Huệ nữa. Vợ mới may cho con Huệ một cái áo nè, đẹp không? Trời ơi, chồng sẽ đưa cho nó. Mai mốt có Huệ sanh con, rồi ba người tụi mình chơi chung. Bây giờ thằng Thành nó đi rồi, vợ vô thế chỗ của nó, ba người chơi mới vui. Ừ, vợ sẽ chơi với chồng và con Huệ. À, chồng, thầy Phan á, nhờ vợ nói với chồng là ký lại một số giấy tờ vừa rồi á, tại vì mấy giấy tờ đó bị ký sai á chồng. Ký sai. Nếu như mà má biết chuyện này á, má đuổi thầy Phan, rồi thầy Phan không còn được dạy chồng nữa, thầy Phan mất việc làm luôn. Chẳng lẽ chồng muốn như vậy sao? Không, không muốn, không muốn. Chẳng những má đuổi thầy, má còn trừ lương của thầy nữa. Cho nên là vợ chồng mình giúp thầy Phan lần này nghe. Giúp chứ, phải giúp thầy Phan chứ. Vậy là chồng chịu ký giấy giúp thầy Phan đúng không? Đúng rồi, chịu. Trời, nhiều dữ vậy hả? Thì ký lại từ đầu mà. Nhưng mà chồng phải hứa là không được kể chuyện này cho má nghe. Má mà biết được á là má đuổi thầy Phan đó. Ừ, chồng hứa, không có kể. Xem trọn bộ trên ứng dụng THVLI.